Đi đâu dân chơi? Đi bắt cá anh ơi. Thì đêm hôm này ăn cơm nước còn cá mú gì? Hả? Hello anh em. Thôi nhá, tí nói chuyện sau. Hả? Bắt cá đâu? Đi ra biển. Trời lạnh này, đi ra biển phun hết cả xoăn vào. Tự nhiên rủ đi bắt cá. Anh ăn cơm rồi. Hả? Ừ, cái ăn có hợp lý, cá mú. Thế đi tận đâu à? Gần đâu khoảng trên dưới 100 cây. Ừ, thế được, đợi anh và anh đi đôi giày á. Hello các bạn nhé. Hóa ra nó lừa mình, tưởng nó cho mình đi ghẹ gúng. Là nó bảo đi mua cho nó con cá mập BMW S1000. Ừ, này là anh em đang chạy trên cao tốc để ra Quảng Ninh để mua nhá. Tí nữa đến thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nói thật là nhìn trên ảnh cũng đẹp ấy, nhưng mà tí để đến xem xét như nào. Mình thì mình cũng thích cá nhưng không có tiền. Em nghe gọi đấy. Đấy. Cho anh mượn cái máy ấy. Đây. Thằng em đây nó lừa mình. Thì hưởng từ nãy giờ. Thế bảo là thôi tí chắc làm con ghẹ ba húp rồi về. Nó lừa mình đi một cái đó. Anh em đang chạy cao tốc mà. Đấy. Ok các bạn nhá, thì đến mình sẽ quay tiếp. Bây giờ anh em đã đến gần đến quảng trường gì? Quảng trường 12 tháng 11. 12 tháng 11. Còn đấy cách đấy khoảng hơn cây nữa. 800 mét. 800 mét à? Ừ. Nói thật là đi mua xe từ nãy giờ chứ ngồi trên xe toàn bàn về chuyện mua bỉm sai gì với cả sữa gì cho các con. Nhưng mà ba ông bố bỉm sữa. Thằng em nó lái xe này thì con 6 tháng. 5 tháng. Thằng ngồi sau thì 6 tháng. Con mình thì 9 tháng. Đấy. Trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi con. Vỗ tay. Thế con nhà Nguyên giờ bao cân? Con nhà em được 8 cân. Đấy cơ á? Ừ. Nhìn nó to thế cơ mà. Thằng em cân cả quần áo được 9 cân ạ. Con nhà anh 9 đến 8 cân. Con nhà anh được 8 cân rưỡi. Chiều nay bà bảo là cân cả quần áo được 8 cân sao ấy. Đấy, con nhà bên to nhất. Em ơi, anh đến rồi. Quảng trường anh có nhìn thấy quán trà chanh 66 không? Tiệm trà chanh màu vàng ấy. À đây là đâu? Chưa, đến trường mầm non Cẩm Bình. Nhầm. Mầm non Cẩm Bình ấy, anh vẫn ở dưới được. Anh lên ngoài rồi, anh đi một tí. À đây là anh đi thăm mát mà. À vâng. À, đứng ở ngay chỗ quán con tiệm trà chanh 66 mà màu vàng ấy. Anh đến lấy đây là đến cà phê Nhật Nam đây rồi. À đây đứng đây, anh với tay em cuốn cả con cá ấy. Em đây, con bán cả anh phải. Đây. Đưa họ. Đây. Hello anh em, đến rồi nhá. Tôi đã nhìn thấy con cá rồi nhá. Anh xuống rồi. Anh em xuống ống chưa? Xuống ống sẵn sàng rồi. Sao giết là mổ cá là chuẩn bị rồi. Hello anh em nhé, mình đã đến nơi rồi. Bây giờ xuống xe xem con cá này. Đây, anh em mang dao mang thớt đi mổ cá. Con này nó phải lấy dao mổ trâu ấy nhỉ. Chào các anh nhá. Chào anh em nhé. Cái này phong cách âm dương của bọn Sài Gòn này. Xem xe. Anh em thấy con cá này nào? Cá này gọi là cá mập. Lấy mũi vây mang về ăn thôi. Kêu quá. Tầm mấy triệu lên 2 đấy rồi. Đây còn về bảo dưỡng thì còn lâu mới đi được. Mẹ khô. Em xem mẹ. Đánh rồi. Sao nó hú thế?
ít cái thì đời mòn gần hết rồi. Bên hạng hướng, hạng hướng bận cả. You need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you. Hello các bạn nhé. Bây giờ đến Hải Dương rồi. Bây giờ là hơn 12 giờ. 12 giờ 15 rồi. Anh em ấy chạy về Hải Dương. Hôm nay đi thì lúc chết mẹ. Đè vào cái mẹ. Lúc đi thì thôi để hôm nào mua khác. Lúc đi thì nói chuyện bỉm sữa đang là hơi đen. Toàn cứt mấy đái của các con này. Đen quá. Không được việc. Nói chung hình thức con cá bên ngoài thì cũng được, nhưng mà bên trong thì không được. Mấy cả cái thái độ của thằng chủ bán xe mình đã không thích nhỉ. Nên là mình không mua, kể cả nó rẻ nữa mình cũng không mua. Riêng cái thái độ không hợp tác là mình đã không mua rồi. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Bây giờ anh em đi ăn đêm cái xong rồi về ngủ. Các bạn xem nhớ để lại một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.